Vani ngạn bún xào lòng mò, xào hông hành tây, hông bơ, ô liu. Lòng mò này ướp từ mức lồi mà chế em tủ lạnh. Vani mức là xào băng hông chút, băng bó chăm. Hôm nay là món bò xào, xào với hành tây, bơ, ô liu. Thịt bò ướp từ ngày tối hôm qua đến giờ, lấy ra xào ăn với bún. Đây, bò rất là mềm luôn. Đây. Thịt bò Úc rất là ngon, mềm, thơm. Xào với bơ, tỏi. Thịt bò rất là tươi luôn, vừa tươi vừa mềm. Xào không hành tây, tỏi, hành bơ, lòng mơ rất là mạnh. Cá vừa nướng xong, chuẩn bị đem ra dĩa cuốn bánh tráng. Bún, cá nướng, rau, dưa leo, đậu phộng, nước mắm chua ngọt và gồm có mắm nêm. Cá đối nướng với lại chanh, hành, lá cà ri, rau ở nhà trồng. Canh âm bên canh đối âm, không lăng ngay, không hành, không gừng ấy, da dăm thanh, không thanh quý vị. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và đăng ký video này. Bye bye. Mời cả nhà cùng ăn bún, thịt, bò xào. Nhìn cái tô rất là hấp dẫn, rau đầy đủ.